cô thì lại bị cái cổ, đốt sống cổ nó bị hẹp. Thành ra là chữ viết nó nguệch ngoạc ấy, nó không có chính xác, nó không có chuẩn. Cô thì tập ở đây hồi trước mười mấy năm cũng đã tập đây rồi. Thế nhưng bây giờ thì tại vì là nó khó chịu, nó đau cái chóp xoay vai cái này. Rồi cô mới đi vào khám thì mới cho tập lại. Cái này nó giống như là một cách mà nó để cho con người ta nó thong thả, nó buông lỏng ấy. Sau những cái gì mà cái áp lực bệnh tật nó khó chịu ấy, nó làm mình đau rồi khó ngủ ấy. Thì cái này coi như nó giống như là nó rất là thư thái ấy. Tự nhiên mình thả hồn vào trong cái tranh vẽ này thì mình thấy nó dễ chịu, nó làm cho người mình nó nhiều khi cái cảm giác đau nó cũng bớt. Ngay cả những người mà bị tai biến ấy, tay chân người ta nó không còn như trước được nữa ấy. Thì nghĩa là người ta tập thì nó giống như là nó vừa vận động, nhưng mà cái vận động này thì nó lại có vẻ như là các cái chi tiết ấy, là người ta tập lâu ngày người ta luyện ấy. Thế còn về tinh thần thì coi như là không nghĩ gì hết cả, cái bên ngoài mà nó bề bộn, nó ồn ào cuộc sống bên ngoài hoặc là bệnh tật gì hết, mà người ta thấy ở đây là cái chỗ người ta thư giãn. Các bạn ở đây thì nói chung là rất là happy, các bạn tập ấy thì rất là tận tâm, vẽ thì các bạn cũng chỉ chi tiết lắm, không biết là các bạn ấy sẽ chỉ hết. Trước đó người học trò đã từng trị liệu ở đây, xong bạn giới thiệu chú đến đây, tại vì bạn đã biết chú con thích vẽ, vừa tập vừa xong rồi qua vẽ luôn. Chú hào hứng tại vì hồi nhỏ chú đã từng vẽ màu nước rồi, nhưng mà lâu rồi không có đụng đến nữa. Còn bây giờ chú thấy nhớ lại cái đam mê của mình hồi nhỏ. Chú bị tai biến liệt nửa người bên trái, cái bệnh như cỡ như chủ á, là cái não một phần nó bị hư hỏng á, thì khi mình đến đây mình làm việc á thì nó sẽ giúp cho cái não mình nó hoạt động trở lại, rồi từ đó là nó sẽ giúp cho những cái phần mà bị chết á nó sẽ hồi phục lại. Từ từ để mà nó phụ giúp cho cái việc là mình vận động trở lại như cũ được á. Lúc đầu khi mà mới đến đây thì em cũng lần đầu tiếp xúc với những cái hoàn cảnh của các cô chú là thấy lạ và cũng rất là thương nữa. Lúc đó là em chỉ nghĩ là nếu mà mình có thể hỗ trợ cho các cô chú có sự cải thiện trong sức khỏe là em đã rất là vui rồi. Dạ đúng là có những cô chú là khó khăn trong cái việc giao tiếp với mình. Mình cũng không hiểu được là những cô chú nói cái gì thì nhưng mà cái cố gắng với lại mình dựa vào cái cảm xúc của cô chú lúc đó mà mình hình dung ra được là lời mà cô chú muốn nói, muốn truyền đạt với mình là gì. Tại vì tham gia cái hoạt động này rất là ý nghĩa đối với tụi em. Khi mà mình còn ở trên ghế nhà trường đang đi học đại học mà vẫn có thể cống hiến cho các bạn nhân, hoặc là có thể hướng dẫn được, đóng góp được cái năng lực của mình vào xã hội, nên là cảm giác rất là vui. Trong quá trình mà bệnh nhân mà phục hồi á, thì về ngôn ngữ trị liệu thì nó rất là có hiệu quả trong cái mà việc mà liệu pháp mà hội họa á, thì bệnh nhân sau khi mà tham gia cái này thì hiệu quả rất là rõ rệt. Thì bệnh viện muốn gửi thông điệp cho này là mang tính chất vừa trị liệu mà vừa mang tính chất về cộng đồng nữa. Tại lớp vẽ này hoàn toàn miễn phí, giúp cho bệnh nhân là có được nhiều cái sân chơi mà để phục hồi sức khỏe của mình.